Yo, hello nha chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình là tổng từ đường phố này giống người nha. Chúng em rất thoải mái và thư giãn xem nick của mình. Các bạn thấy video mình hay, đừng quên mình like, share, theo đăng ký kênh nha, đăng ký có phải mình chúc mừng rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu vào video thì chúng em một buổi sáng vui vẻ, tôi miệng bạc xem video ngoài vui vẻ nhất. Ngoài ra mình em đã có bộ kệ để chi chưa đâu chưa cái shop nha. Shop mình để phần mô tả cũng như phần bình luận của video, anh em ủng hộ và còn ạc xin mời rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì đang trong một số sự kiện cực kỳ hot hòn hột anh em. Sau bao nhiêu năm chờ thì bên game cuối cùng cũng đã update lại cái sự kiện này một lần nữa, đó là bắt bet free ở trong mê cung. Hôm nay thì có những bet gì thì chắc chắn giờ anh em bắt hết rồi. Giờ mình mới vào bắt được anh em, để thấy mình đang xem là cái quà chiến lệnh cái này mới à. Cũng hay đấy anh em. Nhiệm vụ chiến lệnh này, thú vị đấy. Để qua cuối tuần này xem có gì hot đã không anh em nhá. Quà ui, VIP 5 trở lên mua đường này. Hay bao nhiêu? 5k nào hết. 12k 43 12 12k kim cương đường được hẳn cũng được của nó đấy anh em. Có BY à? Thẻ đổi BY à? Cá vàng này. Để xem là cuối tuần này đổi kỳ tích đổi cái gì không. Cộng hưởng này BY này anh em này biết ngay mà đổi BY mà. Có thiết bị của ấy ở đây không anh em, xem là có thiết bị của cháu ấy đây không. Không có các bạn. Mục tiêu của mình hôm nay là cố gắng săn làm sao săn được cháu Mewtwo thiết giáp anh em. Đấy, mục tiêu của mình là Mewtwo thiết giáp nha. Ok, tiếp theo chúng ta đi xem vòng tay Z mình nâng đến cái bao nhiêu rồi. Uầy, giờ chắc cũng không thấm bao nhiêu đâu. Giờ chúng ta bắt đầu đi xem sự kiện nào. Đây anh em, đây chúc mừng năm mới Evan đặc biệt anh em. Đây, thời gian diễn ra từ 9 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 anh em cho đến 4 giờ 50 ngày mùng 5, có nghĩa là chỉ đến ngày mùng 4 là hết rồi anh em nhé. Đến ngày mùng 4 hết rồi. Trong mê cung anh em sẽ bắt được Mew, bao gồm Mewtwo này, X này, Mewtwo Y này, Mewtwo X hắc ám này và Mewtwo thiết giáp anh em. Còn thiết giáp này là Mewtwo thiết giáp là mình thấy con đáng nhất anh em. Ngoài ra có trao đổi một số vật đồ phẩm đây anh em, nói chung là ngon này. Đấy, các bạn nhanh tay nhé, giờ mình sẽ cùng vào với game rồi đi bắt thôi. Ây chà, đầu tiên thì phải đi dọn túi trước đã nhờ các bạn nhờ. Xem nào, con lạc này xem túi nó còn gì không. Full rồi đúng không, bắt đầu huấn luyện bớt đi anh em. Đấy, đến giờ dọn túi rồi. Giờ dọn túi là không có quan ngại gì hết á. Rồi, ok. Chơi luôn, ngán ngẩm gì. Lạc này thì mình còn hơi ít vé mới đâu các bạn. Mê cung thì nó mở 24/24 nhá. Thời tiết không phải là vấn đề chính nữa anh em. Ủa, mình là vào đúng lúc đang có tuyết à. Kệ anh em, tuyết hay gì kệ nó. Bây giờ là các bạn cứ thế là auto thôi. Đấy, nó ra được hay không là do nhân phẩm của anh em đây này. Có bạn thì mất vài vé đã ra, có bạn mất cả vài trăm vé, cho đến có các bạn mất cả nghìn vé vẫn chưa ra được đâu anh em. Đấy, nó ăn nhau là nhân phẩm. Giờ để xem nay con ạc này liệu có hay không. Này, 190 mấy vé của mình, liệu có ra được cháu Mew nào không? Mew X, Mew Y gì không? Hỏng hết thôi nào. Thẻ mạng nó nát quá các bạn, em này mạng nát quá. Để tính mình bật mạng cá nhân nhá. Bữa nay không hiểu lý do vì sao nhưng mà thật sự mạng Wi-Fi lag thật sự luôn. Biết chú anh em bị không? Chỗ mình là mạng Wi-Fi lag lắm luôn đó các bạn. Mạng cá nhân thì đỡ chứ Wi-Fi là thôi dẹp luôn đi ạ. Đi vào làm phát làm bắt cháu Mimikyu vẫn nào các bạn. Và kiếm con Mimikyu nào, nó cứ ra hoài đi. Bắt nó phát luôn cho bó tức. Ủa, Mimikyu rồi. Mimikyu chạy đâu rồi? Bắt em cá ngựa này đi anh em cũng được. Ấy, ném mồi làm gì không biết. Vừa vào phát ra ném mồi thì mình cũng bị rảnh quá các bạn. Ném chục đá vào đầu. Bắt nào, hụt thì thôi anh em, và bắt vui là chính thôi. Chứ phải là, ô, đường luôn này. Là lướt mê cung tí, anh em phải thoát ra vào lại như này. Thì tỷ lệ tạo ra tướng nó, ra bét nó mới cao được. Đừng nói xấy hết đống vé này là không ra được một cháu nào nhá. Không có mà XY gì đấy chứ. Đừng làm vậy bạn ơi. Mình buồn lắm bạn à.
Ngày xưa còn nhiều mẹo lắm cơ, nhưng bây giờ mấy cái mẹo bây giờ nó kiểu nó không có giá trị dinh dưỡng mấy đâu anh em. Bây giờ mấy mấy bạn dùng mẹo vô đây là không ăn thua đâu. Ô, đừng nói thế chứ. Ra một cháu cái nào. Ấy, từ 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 bình tĩnh các bạn ơi, bình tĩnh nào. Ui, đúng thứ mình đang tìm kiếm luôn anh em. Mewtwo thiết giáp đồng hoàng nha các bạn nhá. Xịn con sò à, xịn con bò là bò con xịn anh em. Xịn con sò à, xịn sò con bò luôn nhá. Mewtwo thiết giáp. Ui. Cái loại này ấy, thì anh em có ném bom hay ném gì ấy, là nó cũng không có giá trị đâu. Các bạn á, chỉ có bát thôi. Các bạn cứ bát đi, thiếu thì các bạn ném bánh vào. Còn loại này thì các bạn chỉ có ném bánh thôi. Đấy. Nó mà không ấy thì các bạn ném bánh vào, các bạn bắt đến khi nào được thì thôi. Đấy. Ui, furry anh em. Ui. Đợt này game cho quả sự kiện đỉnh thật sự anh em. Lâu lắm rồi đấy, ngày xưa là từ cái vụ át khỉ này, át khỉ xong lại về sau cho bắt nhiều. Ngày đấy là cho bắt đợt nào sự kiện cũng 15 ngày hết. Lâu lắm rồi bên game mình nên lại thấy một cái sự kiện nó thơm như thế này anh em. Lao lức người hâm mộ. Ui, lấy được về chắc mình bỏ lên chơi luôn quá anh em. Mewtwo thiết giáp về thay cho là boss thế giới à? Nản ý, có lẽ nào chính là nó. Uầy, về đội em ơi. Quan trọng là về đội đi nào em ơi. Nó không về thì cũng bằng nhau các bạn. Bắt nó lâu lắm. Quay ra được là một chuyện nhưng các bạn nhé. Bắt được hay không là một chuyện khác này. Có nhiều bác ăn nớ tay ăn là mất bét luôn. Đấy, reset cho mỏi mắt ra mãi mới ra được thôi này. Quay nớ tay phát là bay màu luôn. Thế sáng nay Mew bắt được con Mew 2X cũng đăng. Đấy. Tí mình bắt được cháu Mewtwo thiết giáp mình phải đăng đàn ngay mới được anh em. Ha, lại bá rồi. Chúng ta lại có sản phẩm mới để khoe rồi anh em. Các bạn thấy cái nút chạy của nó, nếu mà cái nút chạy phát sáng ấy, mà anh em bắt được đấy là nó sẽ bỏ chạy các bạn hiểu không? Còn nếu nó chưa phát sáng ấy, thì anh em vẫn bắt được. Đấy, dành cho nhiều bạn mới chơi chưa biết về vấn đề này để tiết kiệm bánh mì khi bắt bét nhá. Còn cứ cứ lúc nào cũng quăng đâu đây như này là vẫn bắt được này. Cái nút chạy nó phải phát sáng thì lần tới anh ấn mà bắt hụt đấy thì nó mới bỏ chạy. Đó. Còn nếu không ấy thì các bạn vẫn bắt bình thường. Đây như này vẫn bắt được này. Thôi nào về đội đi bạn ơi. Quay nãy giờ không thấy cái thông báo nó chạy ngang nhỉ anh em nhỉ. Đấy về thông báo phát tiểu tử đường phố đã bắt được Mewtwo thiết giáp. Ui, nó lại xịn con sò anh em. Nó lại xịn xịn sò con bò luôn. Thôi nào về đội đi em ơi, nhầy quá đấy. Đừng nói nó ăn hết rổ bánh nha, con này trông thế cho nó khỏe lắm đấy anh em. Bởi vì hình hình dạng của này là vẫn đang hình dạng cái thời bị quản lý này. Đấy, bị bao xích đấy anh em, có khi đói quá, không được ăn nhiều. Cay thế nhờ, ui, vẫn chưa về được anh em, bao giờ nó về được, nó phải có dòng chữ hiện lên trên đây này. Cho hai cái bánh mì luôn. Ôi về đi. Đấy, ngày xưa hồi hồi mới ra cái phiên bản như này anh em này, bắt ở át khỉ đợt đầu tiên thì phải. Mình vừa vào mình reset ra át khỉ xong mình thấy 0%, mình bảo 0% sao bắt được, ném mãi nó không lên phần trăm, cuối cùng là mình quyết định mình bỏ anh em không bắt nữa. Thế là mất luôn. Đấy. Nhưng mà không nghĩ là về sau là thấy anh em bảo là cứ bắt là được. Đấy, giờ cũng vậy thôi anh em. Đấy, chúng ta cứ chịu khó. Vì dù sao đây giống bét hiếm mà. Nên là bắt nó cũng hơi lâu. Tỷ lệ bắt nó là 0% là đã đúng rồi đấy. Tỷ lệ thấy nó đã là không có rồi anh em ạ. Những con bé thuộc thể loại này để mình nhìn thấy ấy. Nếu như trong phim anh em để nhìn thấy thôi là nó đã không có. Chẳng qua là Satoshi được gọi là ánh sáng, ánh hào quang nhân vật chính nó chiếu rọi nên là mới gặp được những con Pokemon kỳ lạ thế thôi anh em. Bởi vì nếu nó không gặp được thì người xem lấy gì mà xem đúng không các bạn? Đấy, lý do nó đơn giản thế thôi. Chứ không phải tự nhiên mà lại xuất hiện rồi anh em. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Đấy, từ từ đường phố đã nhận được Mewtwo thiết giáp anh em. Xin con sò. Ôi. Phê 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 phê. Quá phê đi ạ. Đỉnh thật sự cho đợt sự kiện này bắt đá ghê anh em. Và lại ra được đúng con bé mình đang mong muốn đó nha. Mình đang tính và mình sẽ đi bắt Mewtwo thiết giáp về arc này.
Và không ngờ hôm nay mình lại bắt được nó đầu tiên luôn ạ. Mình lại không nghĩ là cháu nó đâu, mình lại nghĩ là sợ ra Mewtwo X với cả Mewtwo Y cơ. Nhân phẩm thật sự các bạn, Jagige này khỏi cần luôn. Tầm này Jagige làm riêng gì. À, cho cháu Mewtwo nữa đi. Deck 2 Mewtwo. Đấy, giờ lại hóng cháu deck Mewtwo anh em. Giờ lại hóng deck Mewtwo thôi. Không biết là con ra được không nhỉ. Sợ lại không ra được thôi anh em. Ra được thứ năm thì sao, bỏ đi, từ từ đã. Từ từ đã. Bình tĩnh. Đầu tiên là phải vào siêu xem nội tại skin cho nó ra sao anh em. Đây mình có một cháu Mewtwo Y này. Giờ này phải tranh thủ đi bắt mới được anh em. Cộng đam trừ crit, trong khi con này nó đánh crit anh em. Có gì set không? Có anh em, có gì set tính cách. Nó cho cái quả tính cách phải nó khoai văn chuối anh em. Khoai khoai toàn khoai. Nó đâu rồi ta? Siêu. Đây rồi anh em. Cộng đam trừ speed nó đùa mình nữa. Đùa à? Như đùa các bạn. Toàn tính cách đâu không à. Tiếp theo làm nhẹ một phát 5k đá này về xem nó có ra gì và lẻ lọ không anh em. Nếu ra gì lẻ lọ thì chúng ta sẽ nên mua. Mình sẽ hốt hết luôn. À, không đủ, không đủ hết, hốt hết anh em. Ui, một lần tốn hơn 200 đá này thì không ăn thua rồi các bạn. Hơn 2k đá một lần lâng thì không ăn thua rồi. Mình cũng không có ra gì và lẻ lọ lắm nhưng mà không ăn thua. Tiếp theo là nhân vật sẽ bị truyền đi. Có khi nào là A không ta? Thì boss mình đi hy sinh rồi. PR là cũng không phải chơi anh em, nhưng mà mình đang nghĩ đến chuyện đó là sẽ chuyển A đi. A đi, chuyển A là tầm này là hợp lý nhất anh em. Đấy, chuyển A qua cho Mewtwo thiết giáp tầm này là hợp lý nhất. Nói là làm. Chuyển Acert. Mewtwo thiết giáp 1 2 3 4 5. Hai cái cuối không có gì anh em, khỏi truyền. Có vẻ được đấy các bạn. Cái này cứ để suy tính thêm. Cơ bản này bắt được cháu Mewtwo thiết giáp là đỉnh rồi anh em. Trời ơi, đã bạn đã bắt được chưa? Ngày mai chúng ta đi săn tiếp anh em. Còn mấy con còn lại mình sẽ cố gắng bắt đủ bộ 4 con này về để làm bộ trưng bày chơi dần anh em. Đặc biệt Mewtwo thiết giáp này mình sẽ đến chơi vì mình mê cháu nó từ lâu rồi. Không ngờ lại có ngày sở hữu được cháu nó anh em. Nghĩ thôi là nó thích phê rồi anh em. Ok, nhưng thôi clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình rất nhiều. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye, tạm biệt.